Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với channel của Mr. Lâm. Các bạn biết đó, đá vòng cầu là một trong những đồng đá nguy hiểm nhất của Muay Thái. Nhưng mà các bạn còn biết cái công dụng thứ hai của nó là gì không? Đó chính là gài đòn. Hôm nay thì Mr. Lâm và Tùng sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách gài đòn bằng đồng đá vòng cầu. Và bây giờ mình bắt đầu. Ok các bạn, cái combo đầu tiên thì Mr. Lâm sẽ hướng dẫn các bạn gài đòn bằng đòn đá low kick. Đầu tiên thì các bạn sẽ thực hiện đòn đá low kick. Đối thủ sẽ đưa chân lên check cái đòn đá của các bạn. Sau đó thì các bạn cũng sẽ thực hiện cái đòn đá. Nhưng mà lần này thì các bạn sẽ đá thẳng vào đầu của đối thủ thay vì phần chân. Combo gài đòn này rất là hữu dụng đối với những đối thủ mà hay check cái đòn kick của các bạn. Cái đòn đá đầu tiên sẽ đóng vai là đòn giữ để đối thủ tập trung vào bảo vệ phần dưới của họ. Khi mà đối thủ thấy các bạn tung đòn đá thứ hai nhìn rất giống như đòn đá thứ nhất thì theo quán tính họ cũng vẫn sẽ bảo vệ phần dưới của họ và để sơ hở phần đầu. Đây là cơ hội để mà các bạn tung đòn đá dứt điểm. Ngay cả khi đối thủ đỡ được đòn đá thứ hai của các bạn thì lực tác động vào phần tay và đầu của đối thủ cũng sẽ rất lớn và vẫn có thể gây ra knock out luôn. Combo thứ hai này thì nó rắc rối hơn combo thứ nhất một tí. Đầu tiên thì các bạn cũng sẽ tung đòn đá vòng cầu để nhử đối thủ. Sau đó thì các bạn cũng sẽ vào tư thế để tung đòn đá chân phải. Nhưng thay vì tung đòn đá vòng cầu thì các bạn sẽ chuyển hướng và tung đòn tiếp vào giữa ngay bụng đối thủ. Tương tự như cái combo đầu tiên thì cái đòn đá vòng cầu thứ nhất sẽ là đòn nhử. Ở đòn thứ hai thì các bạn sẽ thực hiện cái động tác giống như là các bạn đang tung ra cú đá vòng cầu. Nhưng mà ở giữa động tác đó thì các bạn sẽ đột ngột đổi hướng để tung ra đòn tiếp. Cái cách này sẽ đánh lừa đối thủ, khiến cho đối thủ hở phần bụng, tạo điều kiện cho đòn của các bạn đi trúng mục tiêu. Cái combo này đã từng được Mr. Lâm áp dụng trong trận đấu kỳ trước. Như các bạn thấy thì Mr. Lâm đã giữ đối thủ bằng hai đòn low kick, sau đó tung ra đòn tiếp. Nếu bạn nào muốn xem Mr. Lâm hướng dẫn cách tung đòn tiếp hay đòn đá tống trước thì có thể click vào cái link nó hiện ra ở trên nha. Ở combo thứ ba này thì các bạn cũng sẽ chuyển hướng, nhưng thay vì tung ra đòn tiếp thì các bạn sẽ tung ra đòn đá tống ngang. Tương tự như combo thứ hai, khi mà các bạn tung đòn đá thứ nhì thì các bạn sẽ vào tư thế để tung đòn đá vòng cầu. Tuy nhiên thay vì đá thì các bạn sẽ co chân xoay ngang người và tung ra đòn đá tống ngang. Các bạn lưu ý là trong cái clip này thì Mr. Lâm đá đòn đá tống ngang không có thẳng chân để không gây thương tích cho bạn tập. Nhưng mà khi mà các bạn áp dụng thực tế thì các bạn nhớ thẳng hết chân ra nha. Nếu mà các bạn để ý thì cái kỹ thuật đá tống ngang của mình và Tùng khá là khác nhau. Cái cách của Tùng đá thì nó lai lai giống với cái đòn tiếp của Muay Thái đó. Còn cái cách Mr. Lâm đá thì nó là kỹ thuật Yokogari của Karate. Nếu mà các bạn chưa biết thì ở trong Muay Thái hầu như họ không có xài đòn đá tống ngang. Đây cũng là một chủ đề cho cái clip tiếp theo của Mr. Lâm. Cái combo tiếp theo này thì nó rất là đơn giản. Ở đây thì các bạn sẽ đá hai đòn low kick. Cái đòn đầu tiên như thường lệ thì sẽ là cái đòn nhử để đối thủ đưa chân lên check. Ở cái đòn thứ hai thì các bạn sẽ lấy đà bước về phía bên trái nhiều hơn để mà các bạn tung ra đòn low kick. Mục tiêu của cái đòn low kick thứ hai này sẽ là phần đùi sâu hoặc là phần cẳng sâu của đối thủ. Nếu mà các bạn đá mạnh thì đối thủ có thể sẽ bị té. Còn nếu mà các bạn đụng chuyện phải tự vệ ngoài đường thì cái đòn đá thứ hai mục tiêu sẽ là thẳng vào hạ bộ luôn. Ở combo cuối cùng thì sẽ bao gồm 3 động tác lần nha các bạn. Các bạn sẽ bắt đầu bằng đòn đá vòng cầu thứ nhất. Sau đó thì các bạn sẽ làm một cái động tác tiếng Anh gọi là feint, có nghĩa là các bạn giả bộ ra đòn nhưng mà không có đòn nào được tung ra cả. Ở đây thì các bạn sẽ giả bộ ra đòn đá vòng cầu thứ nhì để đánh lừa đối thủ. Cái cách feint của Mr. Lâm là Mr. Lâm sẽ nhích người về phía trước, đồng thời xoay hông và hạ tay phải về phía sau. Khi các bạn thực hiện động tác này thì các bạn sẽ đánh lừa được đối thủ, khiến cho đối thủ đưa chân lên đỡ. Khi mà chân đối thủ vừa hạ xuống thì Mr. Lâm sẽ tung ra ngay một đòn đá vòng cầu vào phần hông của đối thủ. Kỹ thuật feint theo ý kiến cá nhân của Mr. Lâm là một kỹ thuật khá là khó và không phải ai cũng làm được. Thường thì những bạn tập lâu năm thì mới có thể thực hiện động tác feint thành công và đánh lừa được đối thủ, vì khi đó các bạn đã hiểu được chuyển động của cơ thể khi mà các bạn tung ra đòn. Feint thường được sử dụng nhiều hơn ở trong boxing, nhưng mà ở trong Muay Thái thì các bạn vẫn có thể sử dụng nó để khiến đối phương lộ sơ hở. Và đó là 5 cái combo để mà các bạn có thể gài đòn bằng đòn đá vòng cầu. Nếu mà các bạn thấy video này hay thì hãy like và share video này nha.
Còn nếu mà các bạn muốn xem thêm những combo tiếp theo của Mr. Lâm thì hãy ấn vào nút đăng ký, subscribe, ấn vào cái chuông. Và Mr. Lâm sẽ gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Ok, bye bye.